Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ hai ngày 22 tháng 11 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin điều tra của đài BBC về thảm cảnh của 400 lao động Việt Nam do công ty Trung Quốc đưa sang Serbia. Đài BBC tiến Serbia vào ngày 18 tháng 11 có bài phóng sự về thảm cảnh của hàng trăm lao động Việt Nam. Nội dung bài báo được miêu tả như sau: hộ chiếu thì bị tịch thu, lạnh, giường không có đệm, căng thẳng và bầu không khí ngột ngạt. Đó là câu chuyện về điều kiện sống và làm việc của hàng trăm người Việt Nam ở thành phố Senja, Serbia. Đây là hình ảnh chỗ ở của công nhân Việt Nam trong công ty của Trung Quốc ở Serbia. Nó đặt ra câu chuyện về quyền lợi của người lao động của các nước cũng như thái độ của các nhà đầu tư nước ngoài đối với người lao động trên đất nước Serbia. Khoảng 400 công nhân Việt Nam đã đến Serbia vào mùa xuân để tham gia vào dự án xây dựng nhà máy mới sản xuất lốp ô tô của công ty Linh Long thuộc Trung Quốc. Kể từ khi chúng tôi đến đây, không có gì tốt đẹp, một trong số những người công nhân Việt Nam đã nói với đài truyền hình N1 của nước này. Mọi thứ đều khác so với hợp đồng chúng tôi đã ký kết ở Việt Nam. Cuộc sống rất tồi tệ, đồ ăn, thức uống, thuốc, mọi thứ đều rất tồi tệ. Người công nhân này nói thêm, từ đầu năm 2021, Serbia đã cấp hơn 18.000 giấy phép cho lao động nước ngoài do thiếu lao động trong nước, theo số liệu từ dịch vụ làm việc của quốc gia. Hầu hết họ đến từ một cách có tổ chức thông qua các cơ quan trung gian hoặc công ty tuyển dụng họ, nhưng do khoảng cách pháp lý và sự mâu thuẫn trong các quy định, việc kiểm soát điều kiện sống và làm việc của họ rất hiếm khi được thanh tra Serbia thực hiện. Điều kiện sinh hoạt của công nhân Việt Nam đã được âm thầm nói đến ở Zendarin một trong những thời gian gần đây, nhưng chỉ đến khi các nhà hoạt động của các tổ chức phi chính phủ như Astra, A1 và các nhà báo đến thăm khu trại nơi họ sinh sống, người ta mới nhận thức rõ ràng tình hình rất nghiêm trọng. Chỉ có hai nhà vệ sinh trong tòa nhà, giường không có đệm và phân rơi vãi cách nơi ở khoảng chục mét. Thông báo của nhà tổ chức này cho hay. Đây là hình ảnh khu vệ sinh của công nhân Việt Nam trong công ty Trung Quốc tại Serbia. Họ cũng cho biết hộ chiếu lao động bị tịch thu ngay khi đến Serbia. Điều này cho thấy khả năng buôn người vì mục đích bóc lột sức lao động. Sau đó, nhân viên an ninh tư nhân xuất hiện gần khu trại, chặn các nhà báo và nhà hoạt động tiếp cận công nhân. Các nhà hoạt động đã cố gắng đưa một trong số những người tố giác ra khỏi nhà máy, nhưng đã bị các nhân viên an ninh ở đây ngăn chặn. Vì vậy, một sự cố đã xảy ra vào hôm thứ Tư, ngày 17 tháng 11. Christian của Astra, một tổ chức chống buôn người, đã nói với đài BBC rằng anh ấy hiện được chăm sóc ở trong chỗ ở an toàn. Linh Long phủ nhận mọi cáo buộc và nói rằng công nhân Việt Nam không phải do họ tuyển dụng mà là của nhà thầu. Thủ tướng Serbia Ana tuyên bố rằng công tác thanh tra lao động đang được tiến hành và ra lệnh chuyển công nhân ra khỏi chỗ này để họ có điều kiện tốt hơn. Và câu hỏi đặt ra là điều gì đang diễn ra ở Serbia? Một số phương tiện truyền thông Serbia đưa tin hôm thứ Tư 17 tháng 11 rằng các công nhân Việt Nam đã được di chuyển khỏi khu trại. Tuy nhiên, các nhà hoạt động ngay lập tức lên tiếng phủ nhận. Christian, người của Astra, tổ chức chống buôn người, nói rằng tin giả đó và việc các cơ quan im lặng chỉ là hình thức câu giờ để đưa ra các giải pháp tích hợp cho toàn bộ tình hình. Cô cũng không biết tình hình sẽ tiếp diễn như thế nào và liệu công nhân có được sớm được di rời hay không. Theo cảnh sát ở địa phương này, đã có 402 công nhân Việt Nam trong khu trại, trong đó có 35 người cư trú hợp pháp tại Serbia. Theo tin của Deutsche Welle, đài phát thanh và truyền hình của nước Đức ở đối ngoại, những người khác đến theo diện thị thực lao động. Họ làm việc theo hợp đồng và tổ chức và công ty China Energy đã ký kết với họ chi nhánh tại Belgrade do Linh Long thuê. Đây là hình ảnh công ty Linh Long Trung Quốc khởi công dự án tại Belgrade, Serbia. Khi đến Serbia, họ phải giao hộ chiếu cho chủ vì họ được thông báo rằng đây là thông lệ đối với công dân nước ngoài, các nhà hoạt động cho biết. Văn phòng công tố cấp cao ở Serbia này cũng nói với đài BBC rằng Serbia đã yêu cầu cảnh sát thu nhập thông tin về những nghi ngờ về việc tồn tại bóc lột lao động và tiềm ẩn buôn người trong nhà máy Linh Long. Tôi e rằng mọi thứ đang chỉ giấu rằng có một thỏa thuận nào đó giữa chính phủ Serbia và công ty, nhưng tôi mong chính phủ chứng minh điều đó là không đúng. Daniel từ tổ chức A1 đã nói với đài BBC như vậy.
công nhân và công ty đã nói điều gì khi trường hợp này được phát diện? Phần lớn công nhân Việt Nam ở đây không hề biết tiếng Anh nên họ không trả lời phỏng vấn nhiều. Việt Nam hiện chưa có đại sứ quán tại Serbia. Tuy nhiên, một trong số những người biết tiếng Anh đã nói với các phóng viên hôm thứ Tư. Người này cho biết anh đến Serbia cách đây 4 tháng và mới chỉ được nhận lương một lần. Họ giữ hộ chiếu và thị thực của chúng tôi. Chúng tôi không thể thay đổi công việc hay đất nước của mình. Người công nhân này đã nói như vậy. Phía công ty Linh Long cho biết hộ chiếu của người lao động được giữ lại chỉ để xin tạm trú, giấy phép lao động và giấy tờ tiêm phòng COVID-19. Công ty cho biết bất kỳ ai cũng có thể đến lấy lại hộ chiếu bất cứ lúc nào. Không ai tịch thu hộ chiếu của bất kỳ ai, họ cũng tuyên bố như vậy. Công ty Linh Long của Trung Quốc cũng phủ nhận việc công nhân Việt Nam sống trong điều kiện thiếu thốn. Họ cũng chỉ ra rằng họ trả lương đúng hạn, phù hợp với số giờ làm việc. Đây là hình ảnh một công nhân đạp xe tại công trường của công ty Trung Quốc Linh Long. Và sự việc đã xảy ra như thế nào? Tránh xa chiếc xe ra, tránh xa chiếc xe ra. Một người phụ nữ cầm camera và hét to trong một video đăng tải trên tài khoản tweet của người này. Người ngồi trong xe là một trong số các công nhân, người đã tố giác với báo giới về điều kiện sống của công nhân. Đó là lý do tại sao anh ta bị sa thải, theo các nhà hoạt động. Nhân viên an ninh của công ty chặn đường đi tới xe và công nhân Việt Nam đang cố gắng đẩy họ để các nhà hoạt động có thể đưa người tố giác ra khỏi nhà máy. Một trong những nhân viên an ninh thì hét lên rằng, các người có quyền gì mà đưa công nhân đi? Công nhân Việt Nam sau đó đã đẩy bảo vệ và cho xe đi qua. Các nhà hoạt động cho biết người tố giác hiện đã an toàn và đang được giải quyết tình trạng pháp lý. Một điều hoàn toàn nghịch lý là các nhà hoạt động mang lương thực và viện trợ nhân đạo cũng như nhà báo không thể tiếp cận mọi người. Pushkin đã nói, một người đàn ông không rõ danh tính sau đó đã chặn chiếc xe của đài truyền hình N1. Gretchen, phóng viên của đài N1 có mặt trên xe nói rằng một người đàn ông quốc tịch Trung Quốc ngồi sau tay lái của một chiếc xe khác. Anh ta quay phim và chụp ảnh biển số xe của họ. Trong tuyên bố đầu tiên, các tổ chức phi chính phủ nói rằng ngoài việc quyền lao động bị vi phạm nghiêm trọng, sức khỏe của người lao động cũng bị đe dọa. Họ nói, trong những căn phòng quá đông người ở, có những chiếc giường tầng không có đệm, không được phủ một tấm chăn bông mỏng. Đây là hình ảnh giường ngủ của công nhân Việt Nam. Không có cơ sở hạ tầng và hệ thống thoát nước đầy đủ, nên phân đã tràn ra khu trại khoảng chục mét, vô cùng mất an toàn và sức khỏe và mất vệ sinh cho công nhân, họ nói thêm. Ngoài ra, họ cũng chỉ ra rằng công nhân ở đây không được cung cấp sưởi, điện và nước uống. Các nhà hoạt động cũng nói rằng không ai trong số người lao động được ghi ngày bắt đầu làm việc trong hợp đồng. Người lao động có nghĩa vụ làm việc 26 ngày một tháng và nếu vắng mặt một ngày thì họ sẽ không được trả tiền lương của cả tháng đó, họ cho biết. Và phản ứng của châu Âu như thế nào về việc này? Viola Cameron, người Đức, nghị sĩ trong Nghị viện châu Âu đã phản ứng với tình hình này ở Serbia như sau. Bà nói, nếu đó là lao động cưỡng bức, chế độ nô lệ ở Tây Ban Can, thì đó là điều bi thảm và chúng ta phải cố gắng ngăn chặn nó. Tôi hy vọng rằng chính phủ Serbia sẽ xem xét điều này một cách nghiêm túc, bà nói thêm. Putin đã vui mừng trước phản ứng của châu Âu và cô nói rằng, thật tốt, bởi vì nếu sự việc tăng lên một cấp độ cao hơn, thì khả năng cao là người này sẽ được chăm sóc bằng cách nào đó. Và cũng trong điều kiện và hoàn cảnh như thế, ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đi nước Anh công tác và tháp tùng Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dám vào những nhà hàng sang trọng bậc nhất ở London để hưởng thụ món bò rát vàng hơn 1.000 đô la. Điều này trái ngược với cảnh sống khổ và đầy khó khăn cũng như thảm cảnh ở Serbia của lao động Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm D ngày hôm nay thứ Hai ngày 22 tháng 11 năm 2021 với bản tin điều tra của đài BBC về thảm cảnh 400 lao động Việt Nam do công ty Trung Quốc đưa sang Serbia. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm D để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm D. Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 20 tháng 11 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin sách Công Trọng viết có thể truyền cảm hứng, niềm tin vào chủ nghĩa xã hội hay không. Cuốn sách Một số vấn đề về lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam do ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng viết đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của nhân dân.
Đây là nhận định đăng vào hôm 17 tháng 7 trên báo Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo tờ báo này, cuốn sách của ông Trọng đã có phần làm sâu sắc thêm những quan điểm, tư tưởng của Tổng Bí thư, truyền cảm hứng, vững tin vào chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Phó giáo sư, tiến sĩ Hoàng Dũng, một nhà nghiên cứu ngôn ngữ lâu năm cho rằng, việc ca ngợi sách của lãnh đạo là lề lối tuyên truyền xưa nay mà Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn hay áp dụng. Ông nói, đối với các trí thức thì ngày nay tôi tin là không có một trí thức nào bỏ tiền ra mua sách đó cả. Đó chỉ là báo tốt nhất cho mấy những lời tuyên truyền kiểu đó có hiệu quả hay không mà thôi. Đây là hình ảnh sách về ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ra mắt vào hôm 20 tháng 6 năm 2019. Và người ta có cần hay không, câu hỏi được đặt ra, có nhu cầu tìm hiểu hay không. Nhưng mà ở một bộ phận người dân nào đó, ở sâu xa chẳng hạn, thì cái đó có thể vẫn còn tác dụng. Nhưng người làm chính trị không phải làm trong thời gian ngắn hạn. Nếu người ta muốn thật sự đi vào lòng dân tộc, thì người ta phải nhìn xa hơn rất nhiều. Cho nên, nhìn theo hướng đó có thể nói, những loại sách như vậy vừa không hợp thời, vừa không tốt gì cho dân trí cả. Nó chỉ phục vụ thuần túy cho chính trị ngắn hạn mà thôi. Cũng theo giáo sư tiến sĩ Hoàng Dũng, tất cả những tuyên truyền muốn vào lòng dân thì đầu tiên phải là thật. Người ta thấy làm thật có tác dụng thật. Còn hiện nay nếu nhìn theo khía cạnh đó thì có quá nhiều hạn chế, ngay cả người trong đảng cũng đã cho rằng nó một đằng là một nẻo. Chuyện đó là rất bình thường. Còn theo ông Nguyễn Khắc Mai, nguyên vụ trưởng vụ nghiên cứu Ban Dân vận Trung ương, khi trả lời đài FA từ Hà Nội hôm 18 tháng 11 thì cho rằng niềm tin vào chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam từ lâu đã không còn. Ông nói, thật ra bây giờ có niềm tin vào chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản thì nó không còn nữa. Vì đa số nhân loại, trong đó có giới trí thức, đã khẳng định tư tưởng của Marx chứ không phải của chủ nghĩa Marx. Mà ông Marx cũng khẳng định tôi không có chủ nghĩa, cho nên ông Trọng nói chủ nghĩa là vớ vẩn. Nói sai, không ai tin được. Đây là hình ảnh mộ các Marx ở Anh nhiều lần bị quét sơn đỏ và bị đập bằng búa bởi người dân. Tượng Lenin cũng bị người dân kéo sập ở Nga và rất nhiều quốc gia ở Đông Âu sạch bóng những tượng này. Thứ hai, lý thuyết của chủ nghĩa cộng sản hay tư tưởng Marx về chủ nghĩa cộng sản đã thay đổi nhiều lần. Và những luận điểm lớn nhất của Marx là vị trí giai cấp công nhân, người đào mồ chôn chủ nghĩa tư bản. Nhưng đây là nhóm người thấp kém trong xã hội thì làm sao có thể thay đổi thế giới cho được, ông nói. Cũng theo ông Nguyễn Khắc Mai, đó là luận điểm của ông Marx nhầm lẫn. Ông Mai đưa ra dẫn chứng như sau. Vì ông Marx nói nhầm như thế vào cuối đời khoảng 30 năm sau khi ông viết Tuyên ngôn Cộng sản, thì ông đã nói rằng một khi giai cấp vô sản cướp được chính quyền thì họ sẽ thúc đẩy một chế độ quỷ trị để cho một nhóm nhỏ thay mặt họ cai trị họ, và ngay lập tức họ rơi vào sự lừa dối, lừa bịp và lệ thuộc. Sau một hồi hưng phấn cách mạng trong kiểu nhà nước mới, tức kiểu Việt Nam, Trung Quốc, Liên Xô, thì họ tỉnh dậy thấy mình là lô lệ, là con rối, con mồi hay nạn nhân của những tham vọng mới. Ông Nguyễn Khắc Mai cho rằng luận điểm của Marx về giai cấp công nhân cho đến nay là chính xác. Theo ông Mai, không một chế độ cộng sản nào trên thế giới đã có một chính sách thành công đối với giai cấp công nhân. Ông Mai nói tiếp như sau. Hiện giai cấp công nhân ở các nước cộng sản là giai cấp bần cùng nhất, tội tình nhất, khổ sở nhất. Đó là thực tế, và Việt Nam đã đi theo con đường tội ác này thì làm sao có niềm tin. Báo Nhân dân là nịnh nọt, không đáng tin, cho nên nói niềm tin vào chủ nghĩa xã hội như vậy là nhảm nhí và tội lỗi. Đây cũng không phải là lần đầu tiên bài viết sách báo ca ngợi ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được báo chí nhà nước đăng tải và xuất bản. Đây là hình ảnh từ vài chục năm qua trên các sạp báo bảng ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, hầu như không thể tìm được một tờ báo Nhân dân. Lý do là không có người dân nào muốn đọc và muốn bỏ tiền ra mua tờ báo có tên là Nhân dân, nhưng lại là cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đầu tiên, khi ông Trọng kiêm luôn chức Chủ tịch nước, là sách có nhan đề Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với tình cảm của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế, do báo Nhân dân phối hợp với nhà xuất bản Chính trị Quốc gia và Sự thật xuất bản. Sau đó là nhiều bài báo đồng loạt đăng bài ca ngợi ông Nguyễn Phú Trọng. Đơn cử là bài đăng cho rằng
suy nghĩ của ông Tổng Bí Thư là suy nghĩ của toàn đảng, toàn dân. Khi cho rằng sau hội nghị cán bộ toàn quốc do Bộ Chính trị tổ chức tại trụ sở Trung ương Đảng, thì toàn dân đồng lòng với ông Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, vân vân. Trong khi cũng không hề có cuộc khảo sát hay thống kê nào cho thấy những điều ông Nguyễn Phú Trọng đưa ra cùng với lối suy nghĩ của người dân và ngay cả đảng viên Đảng Cộng sản có hay không như vậy. Nhà văn Phạm Đình Trọng khi trả lời Đài Á Châu Tự Do thì cho rằng họ vẫn giữ tư duy theo lối cũ, rõ ràng đây là một cái tư duy có từ những năm 60 của thế kỷ trước, mà họ vẫn làm, không có gì thay đổi. Bây giờ là thời đại của Internet, công nghệ thông tin thì làm sao nó phù hợp cho được, trong hiện nay thông tin luôn mới trong một thế giới đầy biến động. Bây giờ vẫn cứ nhìn nhận theo một cách áp đặt như thế thì không thể được. Không chỉ viết sách, viết báo để tuyên truyền, ca ngợi lãnh đạo Cộng sản, đôi khi chỉ một câu nói được cho là nịnh bợ của cấp dưới cũng được ban tuyên giáo chỉ đạo, báo chí đăng hàng loạt để tuyên truyền. Đây là hình ảnh ông Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đang ngồi tù vì nhận hối lộ. Ông Tuấn chính là tác giả của cuốn sách Phòng chống tự diễn biến, tự chuyển hóa trong công tác cán bộ. Đây cũng là một minh chứng cho thấy sách viết về người đứng đầu nhà nước Việt Nam hiện nay sẽ chỉ mang tính tuyên truyền, ca ngợi Đảng Cộng sản và ca ngợi lãnh tụ, chứ không phản ánh đúng với ý của nhân dân. Cách tuyên truyền của Đảng Cộng sản hiện nay là buộc người dân phải chấp nhận cái mà người ta đã chọn sẵn cho dân. Tuy nhiên, theo nhà văn Phạm Đình Trọng, người dân bây giờ đã thức tỉnh, mỗi người đều có quan niệm, chính kiến riêng và người dân tự chọn thông tin cho họ, chứ không thể tiếp tục áp đặt được. Ông nói, xây dựng chủ nghĩa xã hội còn lâu dài lắm, đến hết thế kỷ này không biết đã có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa. Đó là lời thú nhận đầy trăn trở của ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng trong một phiên họp tổ tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 13 vào hồi tháng 10 năm 2013. Câu nói đó đã phơi bày một sự thật là các nhà lãnh đạo Cộng sản Việt Nam chẳng có lấy một kế hoạch nào cho đất nước này cả. Thay vì thế, người ta hy vọng là đến một lúc nào đó, rốt cuộc, Việt Nam cũng có thể đạt được mục tiêu mà họ mong muốn. Còn luật sư Vũ Đức Khanh thì bình luận về câu nói thẳng thắn của Nguyễn Phú Trọng rằng cuối thế kỷ này vẫn chưa có chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đây là hình ảnh một số đầu sách khác của ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Tổng Bí Thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hồi đó cũng đã có nhiều phát biểu đầy hứng khởi như nhìn tổng quát đất nước ta có bao giờ được như thế này không? Rồi, hiếm khi có đảng cầm quyền nào trên thế giới được dân tin yêu như đảng ta. Hoặc là mây đen bao phủ trên toàn cầu nhưng mặt trời vẫn đang tỏa sáng lên Việt Nam. Nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, bản thân ông Nguyễn Phú Trọng cũng đã cao hứng trổ tài văn chương rằng đảng ta có sức mạnh vô địch, không thế lực nào ngăn chặn được, và với tất cả sự khiêm tốn của người cách mạng, có thể nói rằng đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, uy tín và vị thế như ngày hôm nay. Rồi, hiếm khi có dân tộc nào trên thế giới khi nói đến đảng cầm quyền, nhân dân đã dành một sự trân trọng, tự hào, yêu thương như dân tộc Việt Nam đối với Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông nói thêm, bạn bè quốc tế khâm phục, ngưỡng mộ và mong muốn được học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam, vân vân và vân vân. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ Bảy ngày 20 tháng 11 năm 2021 với bản tin Sách Công Trọng viết có thể truyền cảm hứng, niềm tin vào chủ nghĩa xã hội hay không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.